chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube của Bản Vẽ Nhà. Khi đến với Bản Vẽ Nhà, quý vị có hơn 10.000 mẫu mã đẹp hiện đại, phù hợp mọi yêu cầu để lựa chọn với đơn giá không thể hợp lý hơn, chỉ 6.900.000 đồng cho một bản vẽ, hỗ trợ miễn phí hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Đặc biệt, quý vị không cần mất thời gian chờ đợi thiết kế, được toàn quyền kiểm tra khi nhận bản vẽ tại nhà rồi mới thanh toán, thậm chí hỗ trợ thi công giám sát nếu gia chủ cần. Đây là toàn bộ những ưu việt quý vị có thể sở hữu khi chọn cho mình một bản vẽ ở bảnvẽnha.com.vn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị bản vẽ của một ngôi nhà vườn một tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Đây là một mẫu nhà được nhiều quý khách hàng ưa chuộng trong thời gian gần đây. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn ngắm vẻ đẹp căn nhà qua những bản vẽ phối cảnh 3D, tường sơn màu trắng, màu ghi, nổi bật bởi mảng tường ốp gạch Inox Hall màu xám, tạo thành một tổng thể thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hình khối ngôi nhà khỏe khoắn, vững chắc, rất đặc trưng của một công trình hiện đại modernism. Phần mái Nhật màu xanh dương tạo cảm giác thanh lịch, một vẻ đẹp rất giản dị. Có thể thấy ngôi nhà tạo nhiều mảng xanh ở những phần tiểu sảnh, giúp công trình thêm thân thiện với môi trường. Ngắm nhìn khu vực sảnh chính của ngôi nhà, quý vị có thể thấy hai chiếc cột hiên trắng rảnh màu ghi rất chắc chắn, chân cột ốp gạch granite màu đen hài hòa với màu sắc tổng thể của ngôi nhà. Bậc tam cấp của căn nhà được ốp gạch granite mặt đen cầu trắng, 5 bậc giúp tôn chiều cao công trình. Cửa đi chất liệu gỗ tăng thêm vẻ sang trọng cho ngôi nhà. Hệ thống cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm hệ kết hợp kính, được sơn màu giả gỗ. Đây là thiết kế rất phổ biến trong những ngôi nhà hiện nay. Tiếp theo, xin mời quý vị quan sát bản vẽ mặt bằng để xem phân chia không gian bên trong ngôi nhà như thế nào. Với bản vẽ mặt bằng nội thất, chúng ta sẽ thấy được chiều rộng ngôi nhà là 10m, chiều dài là 16,5m, diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 167m2. Quý vị có thể thấy, ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ master, hai phòng ngủ thường và một nhà vệ sinh chung. Với diện tích này, phải nói là khá thoải mái để các thành viên gia đình sinh hoạt. Dựa trên bản vẽ có thể thấy, ngôi nhà có hai lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối từ nhà bếp sang khu vực sảnh phụ. Một ngôi nhà có hai lối tiếp cận như vậy rất tốt về mặt phong thủy và công năng. Cách bố trí không gian vô cùng hợp lý. Chúng tôi vừa giới thiệu quý vị những bản vẽ mặt bằng cũng như những bản vẽ phối cảnh 3D của căn nhà vườn một tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Nếu như quý vị có mong muốn sở hữu cho mình bản vẽ này gồm cả mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như các bản vẽ chi tiết để lên phương án xây dựng ngôi nhà của mình, hãy truy cập ngay vào website của chúng tôi www.banvenha.com.vn. Chỉ với 6.900.000 đồng, quý vị đã có được bản vẽ thiết kế thật chất lượng từ những kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.